Hòa chung trong công tác chuẩn bị Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak năm 2019 của Ban Tổ chức. Vào lúc 14 giờ chiều ngày 1 tháng 5 năm 2019, tại hội trường của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sóc Sơn, Hà Nội, đã diễn ra buổi tập huấn cho 300 tăng ni sinh phục vụ tại Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak năm 2019, được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Chứng minh và hướng dẫn buổi tập huấn có Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Thường trực Tiểu ban Sinh viên, Tình nguyện viên, Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak năm 2019. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Tổ trưởng Tổ thông tin tuyên truyền Văn phòng 2 của Trung ương Giáo hội, Phó Thường trực Tiểu ban Thông tin Truyền thông tại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak năm 2019. Đại đức Thích Giác Giáo, Thư ký Tiểu ban Sinh viên, Tình nguyện viên Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak năm 2019. Ni sư Thích Nữ Diệu Bản, Phó Viện trưởng kiêm trưởng phòng đào tạo của Học viện Phật giáo Sóc Sơn, Hà Nội, cùng chư tôn đức trực thuộc của Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak năm 2019 và hơn 300 tăng ni sinh, tình nguyện viên đồng tham dự. Trong buổi tập huấn, 300 tăng ni sinh tình nguyện viên đã được chư tôn đức trong Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak năm 2019, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn chia sẻ sinh hoạt về 3 nội dung chính. Và khi hai lần tổ chức như vậy thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta lại tạo được một cái uy tín rất lớn, lan rộng hầu hết tất cả các nước và các tổ chức Phật giáo trên thế giới nghĩ về Phật giáo Việt Nam. Cho nên trong đầu của họ luôn khi mà nó đóng cái màn của đại lễ, nhưng mà trong tâm của họ vẫn còn lưu lại những hình ảnh sôi động và đáng nể phục của Việt Nam đã từng trải qua, nhất là lần thứ hai vừa qua. Một là giới thiệu sơ đồ của các vị trí tổ chức sự kiện và phân bổ các tình nguyện viên tăng ni trong ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak năm 2019, tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Hai là hướng dẫn đội hình cung nghinh và tiếp đón quý đại biểu tăng ni, các bộ ngành của Trung ương, học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về tham dự đại lễ. Ba là sinh hoạt hướng dẫn phong cách ứng xử cho tình nguyện viên tăng ni phục vụ cho đại lễ. Gửi cho chúng ta mà hôm nay đã phát liên tục trên các trang mạng thì quý vị thấy là đã trọng thị đến mức độ nào. Và để đạt được cái điều đó thì quý vị biết là các cái đoàn đại sứ quán hôm nay đã có rất nhiều đoàn đi tiền trạm, mà chúng tôi nghĩ quý vị đã đọc báo, đọc thông tin, quý vị đã thấy, tức là họ đánh giá đây là một cái sự việc rất quan trọng, thì huống gì chúng ta là đơn vị đón tiếp đây. Cho nên là mong là chư tôn đức tăng ni là chúng ta cố gắng thấy được cái ý nghĩa quan trọng đó mà chúng ta phối hợp. Đấy. Tăng ni sinh tình nguyện viên sau khi được chư tôn đức tập huấn về Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak năm 2019 có những cảm nhận và chia sẻ. Thì hôm nay được chư tôn đức trong ban hướng dẫn tình nguyện viên về tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội để chia sẻ cho tăng ni sinh chúng con biết được cái tầm quan trọng của buổi lễ như thế nào. Và qua đây chúng con thấy rằng đối với mình là một tăng sinh đang ngồi dưới mái trường và cũng là một vị xuất gia trong tăng đoàn, mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia và cống hiến những cái sức lực của mình nhỏ bé góp phần vào trong buổi lễ Vesak sắp tới. Và qua buổi tập huấn chúng con thấy rằng chư tôn đức chia sẻ cho chúng con những cái vấn đề từng khu vực một, từng nơi diễn ra là buổi lễ và cũng như là buổi khai mạc hay là điện tam thế, các nơi tổ chức tắm Phật hay là lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, thì chúng con sẽ cố gắng, anh em tăng ni sinh chúng con sẽ bảo ban nhau cố gắng giữ gìn về uy nghi tế hạnh để giúp cho buổi lễ được thành công viên mãn. Hôm nay con rất được vinh dự khi được trở thành một tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Cảm nhận của con khi được tham gia Đại lễ Vesak này là đây là một sự trải nghiệm rất lớn đối với bản thân con cũng như là tất cả toàn thể tăng ni sinh tham gia phục vụ Đại lễ Vesak ngày hôm nay. Đây cũng là một bài học cho chúng con để tiếp nối sau này hoằng dương chính pháp, đem lại những bài học tu hành, tu tập
trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong sự trải nghiệm mà sự tu hành trải nghiệm sau này của chúng con đã trong bước đường tu nhân học Phật ạ. Với sự nhiệt huyết và phát tâm công quả phụng sự cho đại lễ Vê Sắc năm 2019 của tập thể Tăng Ni Sinh, và đây cũng sẽ là một nhân tố góp thêm phần tạo nên sự thành công chung cho đại lễ Vê Sắc năm 2019 được thành tựu viên mãn, như một phần công đức xin được cúng dường lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhân ngày đản sinh của Ngài. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại phiên họp thứ 54 đã chính thức chấp nhận đề nghị của 34 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc chọn ngày Phật Đản làm ngày lễ văn hóa và tôn giáo của Liên Hợp Quốc với tên gọi Ngày Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc. Những hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra hàng năm tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ và tại các trung tâm của Liên Hợp Quốc trên toàn thế giới từ năm 2000 trở đi. Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc là đại lễ kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca: ngày Phật Đản Sanh, ngày Phật Thành Đạo và ngày Phật Nhập Niết Bàn, cùng diễn ra trong ngày trăng tròn tháng Vê Sắc hàng năm, tương ứng với ngày rằm tháng 4 âm lịch. Năm 2008, Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Năm 2014, Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vê Sắc lần thứ 2 tại Chùa Bái Đính, Ninh Bình. Năm nay, Phật giáo Việt Nam lại được vinh dự đăng cai tổ chức Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc lần thứ 3 tại Việt Nam với chủ đề Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc năm 2019 sẽ được tổ chức tại Chùa Tam Trúc, tỉnh Hà Nam trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2019. Chùa Tam Trúc có tổng diện tích hơn 5.000 hecta, bao gồm một hồ nước rộng 1.000 hecta, núi đá và rừng tự nhiên rộng 3.000 hecta, các thung lũng rộng 1.000 hecta. Đây là chùa vô cùng đặc biệt với cảnh quan hùng vĩ, với 12.000 bức tranh chạm trổ trên đá miêu tả sự tích Đức Phật và 1.000 cột kinh đá do những người thợ chuyên nghiệp đến từ mọi miền trong nước và nước ngoài chạm khắc trên loại đá núi lửa được đem về từ Indonesia. Trong những ngày diễn ra đại lễ Vê Sắc tại chùa Tam Trúc sẽ có nhiều sự kiện quan trọng mang tầm cỡ quốc tế như hội thảo khoa học, triển lãm panorama mỹ thuật Phật giáo Việt Nam và thế giới, chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo quốc tế, các buổi thuyết giảng Phật pháp, diễu hành xe hoa, lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới. Trong dịp này, đại biểu còn được nghe thông điệp chúc mừng của Ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng như từ các vị nguyên thủ quốc gia và các lãnh đạo Phật giáo trên thế giới. Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam năm nay sẽ hân hạnh đón tiếp trên 1.500 đại biểu trong nước và nước ngoài. Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các nhà lãnh đạo tinh thần cùng với Phật tử thuộc nhiều truyền thống Phật giáo của 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, các nhà lãnh đạo tôn giáo bạn, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu Phật học cùng với hơn 10.000 Phật tử và nhân dân đến tham dự. Việc đăng cai tổ chức Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam mang ý nghĩa hết sức to lớn và thiết thực đối với đời sống, xã hội và văn hóa của nước ta. Đại lễ Phật Đản Vê Sắc khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân văn của Phật giáo, một tôn giáo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đại lễ tăng cường mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với giáo hội và các truyền thống Phật giáo trên toàn thế giới, khẳng định vai trò vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Đại lễ Phật Đản Vê Sắc giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, văn hóa truyền thống và lịch sử Phật giáo Việt Nam với các đại biểu quốc tế và tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới, qua đó phát triển tiềm năng du lịch tâm linh, góp phần vào sự phát triển hợp tác toàn diện của Việt Nam với các quốc gia, đồng thời cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống tôn giáo của người dân tại Việt Nam. Đại lễ Phật Đản Vê Sắc Liên Hợp Quốc 2019 sẽ góp phần vào sự phát triển hợp tác toàn diện của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới vì một xã hội bền vững. Phật sự online sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại này suốt thời gian diễn ra đại lễ tại Chùa Tam Trúc và thực hiện chương trình cầu truyền hình Đại lễ Phật Đản Vê Sắc Liên Hợp Quốc qua các hoạt động diễu hành xe hoa, lễ hội hoa đăng và các hoạt động chào mừng đại lễ khác tại 20 tỉnh thành hội Phật giáo trong cả nước. Trân trọng kính mời chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến đạo Phật đón xem sự kiện trọng đại này.